Và đây là đơn hàng của anh nè, Nguyễn Hùng Sơn, hai cái B117. Rồi giờ anh kiểm tra cái lô hàng năm này. B117. Đây nó sẽ có logo Ibico Made in Taiwan. Ở trong này nè, nó sẽ có chữ Ibico. Ibico, ở đây nó sẽ có chữ B117 luôn. Đó. Thấy không? Trong này nè. Để dùng lớn nè. Rồi dùng ra. Đó, nó kêu vẹt vẹt nè, thấy không? Ở đây nó sẽ có lưỡi dao. Lưỡi dao cắt hả? Đó, cắt. Đằng sau có chữ Ibico. Cái thứ hai Ibico Made in Taiwan ha. Ở đây có chữ Ibico B117. Nó hơi tối nha. Đó, nằm trong đây. Hôm nay là lưỡi dao. Đó, thấy không? Ở dưới đây nó có một cái đế để chống chuột nữa. Đó, thấy không? Ở đây cũng có nè, thấy không? Rồi giờ anh đóng hàng luôn. Giờ anh cho luôn nha. 1317. 309 đó, nó trên lệch xíu. Không. Thiên Á thì nó hỏi có lấy đậu được.